Siêu hot anh em ơi. Shop Liên Minh Confession.com đã có rất nhiều sự kiện đang diễn ra trên shop. Đầu tiên là bán nick Liên Minh Trắng, thông tin rẻ nhất thị trường. Không chỉ bán nick giá siêu rẻ, shop còn đang có ưu đãi mua nick tặng ngay RP. Trên shop còn có rất nhiều vòng quay, dịch vụ siêu hấp dẫn như vòng quay siêu phẩm, mở dương RP, khuyến mại nạp thẻ lên tới 50%. Anh em còn ngại gì mà không truy cập ngay shopliênminhconfession.com để trải nghiệm ngay nào. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Liên Minh Confession. Có anh em nào nghĩ rằng vòng bảng sẽ kết thúc mà loại trừ Cloud9 thì 7 cái tên còn lại đều đến từ LPL và LCK không? Như thế thì đúng không khác gì giải Trung Hàn mở rộng rồi mời Cloud9 đến chơi vậy. Nhưng cũng phải nói là sức mạnh của hai khu vực này quá bá đạo mà. Gáy khép rõ nhiều để rồi thua không trượt phát nào. Chú hề Do In Bi bị dân mạng khịa không thực tiếc. Tyler One thẳng thắn cho rằng hành trình kỳ diệu của Cloud9 tại chung kết thế giới 2021 hoàn toàn là do ăn mày. Một người thắng, hai người vui, T1 ăn mừng như vô địch sau chiến thắng của RTF trước Edward Gaming. Damwon Kia Showmaker đưa ra câu trả lời về việc LCK hay LPL mạnh hơn, ủng hộ Riot Games loại bỏ chặn ổn. Dính hai gậy bản quyền từ YouTube và có nguy cơ bay kênh, vận đen của thầy giáo 3 vẫn chưa hết. Mình khá chắc là fan Plus Phoenix đã bị tâm lý quá nặng sau khi bị Damwon Kia hủy diệt như thế. Toàn bộ những trận đấu còn lại sau đó của họ luôn gặp lỗi, từ giao tiếp, di chuyển và xử lý tình huống. Đúng không chỉ đơn giản là chơi game mà còn đấu cả tinh thần và thể lực nữa. Anh em thấy nhận định của Showmaker thì sao? Cá nhân mình cũng thấy năm nay LCK mạnh quá. Còn hai lượt trận vòng bảng nữa, anh em nhớ like và subscribe kênh để cập nhật tình hình đó nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Damwon Kia Showmaker đưa ra câu trả lời về việc LCK hay LPL mạnh hơn, ủng hộ Riot loại bỏ chặn ổn. Chung kết thế giới 2021 đã trải qua những diễn biến cuối cùng của giai đoạn vòng bảng. Tính đến thời điểm hiện tại, dù bất ngờ xảy ra với phần Plus Phoenix, nhưng cả hai khu vực LCK và LPL vẫn đang cho thấy sự thống trị tuyệt đối của mình. Cuộc đua của hai ông lớn LPL và LCK luôn khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng háo hức. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Event Global, Damwon Kia Showmaker đã chia sẻ suy nghĩ của mình về chuỗi trận bất bại của Damwon Kia cũng như cuộc đối đầu của LCK và LPL. Ngoài ra, người chơi đường giữa của Damwon Kia cũng bày tỏ suy nghĩ về sự thay đổi sắp tới của tính năng chat on. Bản thân Showmaker cho rằng giai đoạn vòng bảng tại chung kết thế giới 2021 chưa kết thúc nên mọi điều chưa thể nói trước. Giải đấu sẽ là một hành trình dài cho tất cả các đội tuyển, vậy nên chỉ có thời gian mới biết được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Nêu lên quan điểm về những người chơi đường giữa của hai khu vực LPL và LCK, Showmaker khẳng định rằng các tuyển thủ LCK chắc chắn giỏi hơn khu vực LPL. Dựa trên kinh nghiệm của mình, bản thân mình chỉ nghĩ rằng người đi đường giữa của LCK tốt hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, người chơi đường giữa của Damwon Kia cũng đã giải thích về việc Yumi được ưa chuộng tại giai đoạn vòng bảng chung kết thế giới 2021. Các buff mà Yumi nhận được đặc biệt ở bản vá 11.18 chính là một trong những yếu tố quan trọng thay đổi lối chơi của cô nàng này. Ngoài ra, những vị tướng trong meta chung kết thế giới như là Lucian và Miss Fortune rất hợp với Yumi. Trong bản cập nhật 11.21, Riot Games sẽ vô hiệu hóa tính năng chat tổng. Và theo Showmaker, đây là một ý tưởng tuyệt vời. Có quá nhiều người quấy rối mình sử dụng tính năng chat on. Vì vậy, khi nó bị vô hiệu hóa, nó sẽ giúp trải nghiệm của mình tốt hơn rất nhiều. Showmaker chia sẻ. Hiện tại, Damwon Kia đã tiến vào vòng loại trực tiếp với kết quả là toàn thắng tại vòng bảng. Nhờ đây, cựu vô địch đã cho thấy sức mạnh hủy diệt của mình tại chung kết thế giới năm nay. Hãy theo dõi những diễn biến tiếp theo của chung kết thế giới 2021 trên các kênh trực tiếp của LOL Esports. Tyler One thẳng thắn cho rằng hành trình kỳ diệu của Cloud9 tại chung kết thế giới 2021 hoàn toàn là do ăn mày. Trong những ngày thi đấu vừa qua của vòng bảng chung kết thế giới 2021, thì hành trình kỳ diệu mà Cloud9 đã tạo ra chắc chắn là điều được nhắc tới nhiều nhất. Thật sự là quá khó tin khi một đội tuyển thua 0-3 ở giai đoạn lượt đi lại có thể giành được vé vào tứ kết sau khi đánh bại FunPlus Phoenix và Rook. Vì vậy mà Cloud9 đã khiến cho những khán giả hâm mộ giải đấu LCS vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, với thánh Toxic, Tyler One thì anh cho rằng đó hoàn toàn là do ăn may mà thôi. Việc một team như là Cloud9 lọt vào tứ kết hoàn toàn là do ăn may. Họ chỉ có thể làm được điều đó nếu như đội LEC kia không chơi tệ hại.
Bên cạnh đó thì chuyện quái gì đã xảy ra với FunPlus Phoenix vậy? Họ trông như là một tập thể đã sụp đổ hoàn toàn. Làm thế nào mà FunPlus Phoenix lại có thể thua 0-4 khi đối đầu với những team tệ nhất của giải, seed 3 của LEC và LCS chỉ trong một ngày? Nếu như các bạn đã theo dõi kênh stream của Tyler One thì sẽ biết rằng anh chàng này là người có tính cạnh tranh cực kỳ cao. Vì vậy ngay cả việc xem chung kết thế giới thì Tyler One cũng chỉ muốn chứng kiến những đội tuyển được xem là mạnh nhất tiến sâu mà thôi. Anh chàng này cũng sống ở Bắc Mỹ và biết rõ chất lượng tệ hại của giải đấu LCS, nên chúng ta có thể hiểu được việc Tyler One không hài lòng khi một đội bị coi là yếu như Cloud9 lại lọt vào vòng tứ kết. Hơn nữa, chúng ta không thể phủ nhận rằng việc Cloud9 lọt vào tứ kết có sự giúp đỡ rất nhiều từ sự may mắn. Điển hình chính là việc FunPlus Phoenix bỗng nhiên đánh mất phong độ của Á quân LPL mùa hè 2021. Tâm lý thi đấu cũng như khả năng xử lý trong game của đội tuyển này trở nên tệ hại hơn rất nhiều và dẫn tới kết quả thua 0-4 đầy xấu hổ. Điều này khiến cho Cloud9, Rook đánh bại được FunPlus Phoenix và loại được đối thủ đáng gờm này ra khỏi cuộc đua với tấm vé tứ kết. Tuy nhiên, chính sự bất ngờ hay hành trình kỳ diệu mà Cloud9 tạo ra đã khiến cho chung kết thế giới 2021 trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chắc thật là nhàm chán nếu như giải đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất thế giới này diễn ra theo công thức toán học. Khi đội mạnh hơn trên lý thuyết thì chắc chắn thắng. Có thể việc Cloud9 lọt vào tứ kết đúng là do ăn may, như Tyler One đã nói. Nhưng đó là điều cần thiết để chung kết thế giới năm nay trở nên đáng xem, kịch tính hơn khi sự bất ngờ có thể xuất hiện ở mọi trận đấu. Dính hai gậy bản quyền từ YouTube và có nguy cơ bay kênh, vận đen của thầy giáo ba vẫn chưa hết. Mới đây, một trong những streamer nổi tiếng, thầy giáo ba, đã đăng tải hình ảnh cái cần câu cơm của mình đã bị dính tới hai gậy bản quyền. Điều này dẫn đến nguy cơ phải tạo kênh mới vì chỉ cần dính ba gậy bản quyền sẽ mất kênh ngay lập tức. Cụ thể, anh đã bị dính hai gậy bản quyền từ việc reaction các nội dung có bản quyền trong hai video liên tục. Hiện cả hai đoạn clip trên đều đã bị gỡ bỏ. Việc nhận liên tiếp hai cảnh báo từ phía YouTube có thể khiến kênh thầy giáo ba bay màu nếu không cẩn trọng trong việc chọn lọc nội dung. Chưa hết, vận đen vẫn đeo bám thầy giáo ba khi anh có thông báo trên trang cá nhân của mình rằng giá máy tính có giá hơn tới 200 triệu vừa bị hỏng. Hiện anh đang phải gọi thợ đến sửa chữa để có thể stream trở lại trong thời gian sớm nhất. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh gặp vận rủi, khi trước đó anh cũng đã từng phải cứu người em Tú Sena khi dính vào nợ đần cờ bạc đến hàng tỷ đồng. Hay như đội tuyển SBTC Esports của anh cũng dính vào những nghi án đi đêm, tuyển thủ Zeros của đội bị cấm vĩnh viễn vì những phát ngôn sai phạm. Mặt khác, việc dính bản quyền từ phía YouTube có thể khiến streamer mất trắng kênh nếu sơ suất. Streamer đội BC trước đây cũng đã từng hú hồn khi lỡ sử dụng nhạc của công ty nước ngoài. Hay Piu Piu cũng không thể bật kiếm tiền do đang dính hai gậy bản quyền từ nền tảng này. Nó cũng khiến anh phải gỡ rất nhiều video trước đó. Vào hồi tháng 3, Misty cũng đã từng chia sẻ về việc cô sẽ bị mất kênh YouTube hơn 6 triệu người theo dõi vì các đoạn clip reaction. Để rồi sau hơn một tháng tranh đấu thì cuối cùng cô cũng giữ được kênh của mình. Một người thắng, hai người vui, T1 ăn mừng như vô địch sau chiến thắng của RTF trước Edward Gaming. Bảng B kết thúc không nằm ngoài dự đoán của chúng ta khi cả T1 và Edward Gaming đều giành được tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Thế nhưng cái cách mà hai đội tuyển này thể hiện ở giai đoạn lượt về là vô cùng trái ngược nhau. Không những T1 trả được món nợ của lượt đi mà họ còn trực tiếp cướp lấy vị trí nhất bảng mà Edward Gaming đã xuất sắc có được trước đó. Điểm nhấn thực sự ở ván đấu cuối cùng khi mà cả OneHotTF và DFM đều đã bị loại và Edward Gaming hoàn toàn có quyền tự quyết số phận của mình trước OneHotTF. Edward Gaming chỉ cần thắng trước đại diện của Bắc Mỹ như cách họ từng làm ở lượt đi thì trận tiebreak giữa họ và T1 sẽ phải khởi tranh để quyết định vị trí nhất bảng. Thế nhưng kẻ gạt giò vĩ đại OneHotTF đã không cho phép điều đó xảy ra. Họ đã hủy diệt nhà đương kim vô địch LPL vô cùng triệt để với màn tỏa sáng của Someday, qua đó trực tiếp giúp T1 ngồi mát lại lên top 1. Không cần nói cũng có thể hiểu, tất cả các fan hâm mộ của T1 và cả T1 đều trở thành người hâm mộ bất đắc dĩ của OneHotTF. Và kết quả thì chúng ta đều đã rõ rồi, Edward Gaming đã bị đánh bại để cái đắng. Điều đáng nói ở đây là sau khoảnh khắc mà OneHotTF giao tranh tổng thành công và phá hủy nhà chính của Edward Gaming, trong vòng chờ của T1 đã nổ tung như thể họ đã vô địch chung kết thế giới năm nay vậy. Quả đúng là đàn ông là những đứa trẻ không bao giờ lớn, chỉ có mình chủ tịch Faker là còn giữ được chút điểm tĩnh.
gãy khét rõ nhiều để rồi thua không trượt phát nào. Chú hề Doinbi bị dân mạng khịa không thương tiếc. Kết quả của bảng A khiến không chỉ fan của FunPlus Phoenix hay LPL bất ngờ mà còn khiến cả thế giới sửng sốt. Hầu hết cộng đồng Liên minh huyền thoại sau khi nhận kết quả bốc thăm từ dàn cốt đều cho rằng hai cái tên chắc chắn bị loại là Cloud9 và Rook. Nhưng chẳng ai có thể ngờ, vế trên chỉ đúng có phần nửa khi một trong hai cái tên bị loại sau vòng bảng lại là FunPlus Phoenix. Và sau thất bại của FunPlus Phoenix, không ít người lật lại những phát ngôn trong quá khứ của Doinbi, nhất là giai đoạn trước chung kết thế giới 2021 và trước trận lượt về bảng A. Doinbi vốn nổi tiếng là một tuyển thủ tự tin với tính cách là luôn try hard trong mọi trận đấu. Anh không ngại với những phát biểu vô cùng hùng hồn. Ví dụ đầu tiên chính là cách đây khoảng 2-3 ngày, Doinbi có mạnh dạn khẳng định là kết quả Scrim thể hiện 70% tỷ lệ thắng, bất kể chúng tôi gặp đội mạnh hay đội yếu hơn. Kể từ ngày mai, chúng tôi sẽ không thua bất kỳ game nào nữa. Nếu khâu drop không gặp vấn đề. Hay như phòng phỏng vấn sau trận gặp Cloud9 ngày 12 tháng 10, Doinbi cũng khẳng định vô cùng chắc chắn về vấn đề đội hình. Có vài vấn đề trong việc chúng tôi tiếp cận meta. Đội hình của chúng tôi lạ, bị động và đối thủ có thể outplay chúng tôi. Chúng tôi phải dùng những khống chế cứng mà đối thủ không thể tránh, như Mazaha chẳng hạn. Nó khó chịu vì bộ kỹ năng buộc đối thủ phải lên khăn giải thuật chứ không thể dùng thanh tẩy. Chúng tôi học được rất nhiều từ RNG và Edward Gaming. Chúng tôi sẽ không thua thêm game đấu nào nữa. Từ mai, tôi sẽ không nói khoác đâu. Kết quả Scrim khá tốt và chỉ cần có đội hình đẹp, chúng tôi sẽ thắng mọi đối thủ. Bây giờ sau 4 thất bại liên tục, trong đó có 2 trận thua liền trước Rook ở lượt về bảng A và tiebreak, phát biểu của Doinbi trở thành đề tài ca khịa của cộng đồng Liên minh huyền thoại. Nhưng có một sự thật, sự tụt dốc của FunPlus Phoenix là hiện rõ. Nhưng không ai, kể cả Doinbi, có thể nghĩ đội tuyển Seed 2 của LPL lại có thể sụp đổ nhanh đến như vậy. Dù có thể chính bản thân tuyển thủ này cũng đã nhìn thấy những vấn đề ngay từ sau trận thua Edward Gaming ở chung kết LPL mùa hè 2021. Thất bại của Doinbi của FunPlus Phoenix chính là minh chứng cho sự khắc nghiệt của chung kết thế giới. Và nhất là một thông điệp cho rằng đã đến lúc FunPlus Phoenix thực hiện cải tổ toàn bộ, từ nhân sự cho tới tâm lý thi đấu, để thực sự có thể như Phượng Hoàng, thiêu dụi tất cả để rồi hồi sinh từ đống tro tàn. Bản tin nóng số 616 đến đây là hết rồi. Hẹn anh em ở những số tiếp theo trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.